em không biết tiếng Anh nhưng mà em cũng rất là kính mến 1, 2, 3, 4, nhất là chú đám trai đám chú. Con nói thật sự ra là con có lỗi gì thì mong chú cứ bỏ qua cho con, chú đừng có giận con xin chú tha thứ cho con. Không có đâu, con không có lỗi gì đâu. Mà bây giờ Khoa là hết vướng cho tình yêu rồi đúng không? Khoa đúng sống rồi. Lương thiện rồi đúng không? Sống Khoa rồi. Khoa điều lúc nào cũng vậy thôi. Bỏ hết rồi. Không còn lưu luyến tình ái nữa. Đi vô chùa rồi. Nhưng mà tại vì Vivi là bạn thôi. Là nghĩa bạn thôi. Hôm nay Khoa đã khoác cái bộ đồ lam lên là nghĩa là Khoa đã giúp gửi về có Phật rồi. Đúng rồi. Không còn gì nữa hết. Đúng rồi. Áo ra đi. Đúng rồi. Ok, vậy thì tốt. Nhưng mà tại vì thấy tình cảm của Lâm đối với người miền Trung á rất là tốt. Quay đang coi mạng thì thấy anh Hoàng Lâm đi mua bánh tráng kẹo cho cô đó rất là mừng. Muốn ra đây để mà nói lời cảm ơn thôi. Đón xe đá từ ở nhà và qua tới đây là để muốn nói lời cảm ơn anh Lâm. Thì không có điện thoại để nói. Thì hôm nay cũng muốn nói với anh Lâm là cảm ơn hai anh nhiều lắm. Ủng hộ miền Trung cho tụi em. Cảm ơn nhiều. Rồi giờ anh Khoa về nghỉ ngơi đi. Em thật sự là gốc Huế. Em ở Thừa Thiên Huế. Vậy là cùng quê với Hân Trần nè. Em ở Thanh Nội Huế. Em ở Phú Hoàng, Phú Khê. Em ở Thanh Nội Huế. Và em ở nhà tôi đường của em là ở chợ Đông Ba Huế. Và ngay chỗ chợ Đông Ba luôn. Chợ Cống Huế. Và ở nhà em là ở 47A. Chỗ đường Kỳ Đồng Huế. Anh Khoa nói vài câu tiếng Hoa ở Huế anh Khoa. Chi môn là rửa. Nhưng mà gốc Huế, mong là mọi người sẽ thương yêu Huế. Và Huế đang bị những cơn bão hoành hành. Mong rằng tình yêu thương của mọi người đối với cố đô Huế là một chiếc nôi rất là đẹp. Và tình cảm của người xứ Huế rất là thương yêu mọi người. Mong đón du khách đến với Huế có những chiếc nón bài thơ, có những dòng sông Hương, có những chiếc thuyền để mà đi trên đò sông Hương, nghe những câu hò Huế và có chiên chuông chiên mụ canh gà thọ xương. Và chiều nay mưa trên phố Huế, tiếng mưa còn rơi rơi hoài, giọt mưa rơi cứ rơi rơi hoài cho lòng nhớ ai. Quá anh Khoa, thêm bản nữa đi anh Khoa, tặng cho tụi em đi. Một bản nữa đi anh. Thôi được rồi, tại vì mình rất là nhớ Huế, mình thấy hôm nay Huế bị bão mình buồn lắm. Nhưng mà có nào anh Khoa về, hay về Huế một năm có, anh Khoa có, về mấy có lần? Có về, dỗ là phải về, dỗ là phải về. Một năm anh Khoa về mấy lần? Tại vì thật sự ra hôm nay là cũng nói luôn, ông bà ngoại Khoa thì mới mất được có 5 năm thôi. Bà ngoại Khoa mới mất từ hồi năm 2020 là mới mất thì được 5 năm thôi. Ê, 5 năm là bao nhiêu? 5 năm là 2017. 2017. Ông ngoại Khoa là mất 15 năm rồi. Mà bây giờ hiện đang mồ mả của ông bà ngoại Khoa thì đang ở Gò Dưa, thành phố Hồ Chí Minh. Đòn chứ. Đúng rồi, thằng em. Ủa mà sao anh Khoa không có nhà đi theo học, đi theo ngành của ba không, gia đình đi? Tại vì không muốn giàu sang, không muốn phú quý. Tại muốn theo hạnh của Đức Phật Thích Ca. Muốn mang lòng từ bi, thì muốn mang niềm an vui đến cho mọi người thôi. Không có bị ràng buộc bởi cái không, gì không muốn ràng buộc. Ok. Ba Khoa vẫn lo cho Khoa nhưng mà Khoa không thích. Giờ anh Khoa, anh Khoa có làm gì không? Bây giờ anh Khoa đang ở nhà của ba Khoa. Bà Khoa chỉ ăn chay đều vọt. Ở nhà có thờ Tam Bảo rất là đẹp, rất là trang nghiêm, đúng gốc người Huế luôn. Và chị biết niệm Phật cầu an với bái tánh hàng ngày. Ngoài ra tại vì thật sự ra Khoa cũng buồn. Giờ anh buồn gì nữa anh Khoa? Không phải buồn gì hết, không phải buồn tình, không buồn gì hết. Nhưng mà không nói là cái chuyện buồn là buồn, mà cái chuyện tình cảm là qua rồi đó. Tức là bây giờ thật sự là Khoa là trong giới còn được LGBT luôn. Nhưng mà bây giờ Khoa muốn sẽ vượt qua và Khoa sẽ cầu nguyện để mình vượt qua được mọi chuyện này thôi. Để cùng mình bá tánh tiêu tai đại dịch, mọi việc suôn sẻ, đất nước an bình, bá tánh chúng sanh được yên vui vậy thôi. Wow.
qua đây anh có gửi lời gì với Vivi hoặc là Gia Hưng không anh? À, mình thì mình không muốn nói gì nhiều, mình chỉ muốn nói với Gia Hưng, Gia Hưng ơi, anh vẫn còn một chút biếu lô tình cảm với Gia Hưng. Nếu Gia Hưng còn nghĩ lại về anh thì Gia Hưng hãy coi anh là bạn thôi. Anh không còn biếu lô gì tình cảm với Trần Thế nữa, thì mình coi là bạn. Và anh chỉ mong Gia Hưng buôn may bán đất, gia đình được nhiều sức khỏe, ba mẹ được hạnh phúc bên Gia Hưng, và cầu mong cho Vivi sẽ được kiếm một người hạnh phúc đến với mình thật sự. Nếu mà Vivi được hạnh phúc, Gia Hưng được hạnh phúc, đó là điều mình mong muốn nhất. Mình không có cần nữa, chỉ mong anh Quang hoặc là ai đó hãy nghiêm túc yêu Gia Hưng thật sự, đừng để cho Gia Hưng khổ, đừng để cho Gia Hưng phải rơi nước mắt, đừng để cho Gia Hưng phải buồn. Vì Khoa không muốn cho ai đụng chạm tới Gia Hưng hoặc là Vivi. Anh Lâm, anh Toàn, bác con xin lỗi, bác con không có muốn, vì bác là bác đáng trai đáng chú, con không có muốn để cho bác buồn, thì con không phải nói gì với bác, mà con chỉ muốn xin bác cho phép con được tâm sự với ba anh. Cái gì đó con? Con xin lỗi bác nha, mong bác tha thứ cho con. Nếu con có vô phép, bác tha thứ cho con. Em muốn nói với ba anh YouTuber một lời nghiêm chỉnh, một lời thẳng thắn. Mong ba anh hãy làm đúng cái trách nhiệm của mình, một người YouTuber. Hãy nói lên những cái sự thật, đúng sự thật. Đừng nói sai, nói bớt, đừng nói thêm. Vì sao? Vì nói như vậy là xúc phạm tới danh dự của người khác, làm cho người khác phải buồn. Và anh có biết là nhiều chuyện đã xảy ra với các nghệ sĩ. Các anh lên mạng, các anh bôi nhọ danh dự của các nghệ sĩ. Các anh, người ta không chết mà các anh nói người ta chết, đó là xúc phạm tới danh dự của người ta. Là các anh sẽ chịu trách nhiệm với tòa án lương tâm, tòa án của đất nước mình. Mong là các anh sẽ nói về sự thật, đừng bôi nhọ người khác như vậy. Có sao thì nói vậy, đừng nói thêm nói bớt, tìm hiểu kỹ rồi hãy nói, đừng nói gì làm cho người ta buồn. Vì làm cho người ta buồn thì mình sẽ buồn theo, và cái tòa án lương tâm khi mình ra đi mình cũng không có được tốt đẹp gì đâu. Cảm ơn mấy anh nhiều. Rồi, cảm ơn Hòa. Nhưng mà anh Lâm, nếu anh Lâm, anh Toàn, anh Hân và anh, nếu có quý mến em thì xin hãy nói sự thật với mọi người. Đừng bao giờ mà quay mà vì câu view mà làm cho mọi người buồn. Đừng vì cái đồng tiền mà làm bôi nhọ người khác. Em nói thì sao? Đừng làm cho ai buồn hết. Vì mình làm cho một người khổ thì mình sẽ khổ thêm. Mình đâu có vui đâu. Thà là bây giờ mấy anh đây cũng không biết thôi, đã biết nhau rồi thì giống như... Bây giờ con xin rồi. Chú là chú đang trai đang chú, xin chú hãy chỉ dạy cho mấy anh này. Đúng rồi, thì chú nghĩ mấy anh... chú lớn, chú mong là chú sẽ chỉ dạy cho các anh, để các anh sẽ nói theo gương của chú. Okay. Đừng các anh phải nghe lời theo chú ở đây. Yeah. Đừng bao giờ làm cho chú buồn nha. Yeah, okay. Mình phải biết kính trên nhường dưới, đáng cha đáng mẹ mình phải càng tôn trọng hơn. Đó mới đạo hiếu. Đi đâu cũng vậy thôi, mà không ở đâu bằng cha bằng mẹ mình hết. Rồi, cảm ơn cô nhiều. Rồi dắt qua đi ăn chay nha. Bữa nào dắt em đi. Bây giờ là ngày mai. Ngày mai đúng 6 giờ rưỡi chiều. Gia đình Khoa sẽ tổ chức ăn chay ở Vĩnh. Ok, anh Khoa mai em tới. Mai tới qua giúp để cho mọi người biết rằng là mấy anh đối xử tốt với Khoa, chứ tôi để gia đình nói là Khoa nói không đúng sự thật. Ok. Nhất là con mời bác. Mai là con sẽ đại bác. Mời em nữa nha anh Khoa. Được rồi, mai là đại bốn anh luôn. Ok. Mai là anh em mình một bàn. Chú cũng chúc con giờ sức. Nhưng mà bây giờ chân con nó hơi nhức. Bây giờ anh Khoa đứng.